Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 11 tháng 6 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, từ đêm nay trở đi, mưa tại miền Bắc sẽ gia tăng trở lại khi rãnh áp thấp đang có xu hướng di chuyển lại về phía nước ta. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và cả Quảng Ninh sẽ là những nơi có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ với lượng mưa từ 5 đến 15mm. Mưa cũng làm cho nền nhiệt ở miền Bắc ngày mai giảm chỉ từ 29 đến 32 độ ở vùng núi và Trung Du. Còn ở khu vực đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 6 sắp tới. Lui xuống khu vực Trung Bộ, rãnh áp thấp cũng tác động yếu đến khu vực miền Trung, khiến cho khu vực Thanh Hóa và phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An có mưa rào nhẹ rải rác về đêm nay và chiều tối mai. Trong ngày mai, khu vực này trời vẫn có nắng, thậm chí còn có nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, trong ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Lui xuống ở phía Nam, về chiều và tối mai ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa dông trở lại. Trong đó, các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ là khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ giảm nhẹ ở mức từ 29 đến 32 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống mức dưới 35 độ và không có nơi nào nắng nóng xảy ra. Chuyển sang thời tiết trên biển, mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vẫn còn tồn tại ở vịnh Bắc Bộ. Ngoài khơi khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió hướng Nam đến Tây Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5 và mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi.